Dạ thưa sư, sư cho con hỏi là chú Đại Bi bên Phật giáo Phát Triển có ở trong Kinh Tạng Nguyên Thủy không thưa sư? Thực hành và tụng niệm bài chú đó có lợi ích gì không sư? À, con làm công nhân nên không có thời gian, con chỉ nghe sư thuyết pháp trên YouTube để nghe và tu tập. À, nên con cũng không có thời gian tìm hiểu kỹ về nguồn gốc, kính mong sư hoan hỷ giải thích giúp con. Thì cái trường hợp này tương đối đặc biệt là tại cái người hỏi thì cũng không có thời gian. À, thì thôi bây giờ quý vị tin tưởng sư thì sư trả lời ngắn gọn. Đó là ở trong Phật giáo Nguyên Thủy thì không có chú Đại Bi. Chỉ có kinh Từ Bi thì có. À, nhưng mà hai cái này là hoàn toàn khác nhau, à, nội dung không có giống nhau đâu. À, và ở trong tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy á, thì không có cái gọi là thần chú. Bởi vì trong tương ưng Đức Thế Tôn nói là Ngài thuyết pháp với bàn tay rộng mở chứ không phải là với bàn tay nắm lại. Đức Thế Tôn mà không có thần chú, à, không có dạy thần chú cho các thầy tỳ kheo. Và ngay cả các cái bài kinh Pali đó thì cũng mang ý nghĩa là mình hiểu nội dung đó để mình thực hành chứ không phải là các sư là tụng như là tụng chú thì cũng không phải. À, và Phật giáo Nguyên Thủy á, nêu cao sự thực hành nha chứ không phải là mình đi mình cầu xin tha lực. Bởi vì nếu như mà mình đi mình cầu xin được cái này được cái kia, xin thưa với quý vị là các sư là những người là cầu trước. À, đó đi tu là các sư cầu trước chứ không không có chờ tới phiên quý vị cầu đâu. Nhưng mà Đức Thế Tôn á, là người dẫn đường, người chỉ đường chứ Ngài không phải là người đẩy mình đi. Đi hay không là tự mình nha, chứ không có cái chuyện là một vị nào đó là kéo mình, níu mình hoặc là mình cầu, mình nguyện, mình xin. Nó kẹt như vậy nè quý vị. Nếu như á mình cầu mà được á thì nó bậy một chỗ, đó là gì? Như vậy có nghĩa là nếu không cầu thì không được. Thì cái vị mà mình cầu á, vị đó cái lòng mà đại bi của vị đó chưa có gọi là có vấn đề. Bởi vì nếu như mình có lòng đại bi á thì chúng sanh có cầu hay không cầu mình vẫn giúp, chứ không phải là ai cầu mới giúp còn không cầu thì không giúp. Cái thứ hai á, là nếu như á, mà cầu mà không được á, thì lại là thêm một vấn đề nữa. Bởi vì nếu như mà cầu không được thì người ta sẽ mất niềm tin. Và chúng ta thường có những cái nhầm lẫn mà ở trong cái môn học xác suất thống kê, nếu quý vị có đi học đại học mà ở những cái môn thống kê á, nó sẽ có một cái sai sót mà chúng ta gọi đó là cái thiên lệch sống sót. Có nghĩa là sao? Ví dụ như á, chúng ta nói là những người đi trên biển mà tụng một cái bài chú nào đó hoặc là xin nhờ một vị nào đó mà gặp nạn được cứu, thì chúng ta đã thiên lệch ở cái chỗ là chúng ta chỉ đếm những người á, mà còn sống mà tụng cái bài chú đó, kêu gọi những người đó mà còn sống, chứ chúng ta không có tính tới những người mà cũng kêu cũng tụng nhưng mà chết rồi. Tại vì đơn giản là họ chết rồi cho nên họ không về, họ nói là tôi tụng tôi niệm không có linh. Chính bởi vì như vậy đó, cái sự thống kê của chúng ta bị thiếu sót rất là trầm trọng. Thành ra là Phật giáo Nguyên Thủy đề cao tinh thần là tự lực. Chứ còn mình cầu xin thì nó kẹt lắm. Hơn nữa nó như vậy nè, cái lý do mà sư nói á, là mình nếu như á, mà mình có duyên á, nha, mình có duyên với chánh pháp, mình có duyên á, thì có cầu hay không cầu thì cũng không vấn đề. Bởi vì sao? Bởi vì nên nhớ là trong năm cái thông lệ của Đức Thế Tôn trong một ngày đó, thì có một cái là vào cái buổi sáng thì Ngài sẽ dùng cái Phật nhãn Ngài quan sát thế gian xem ai có duyên với Ngài, mà chỉ cần chúng sanh có duyên với Ngài á, là Ngài sẽ xuất hiện và Ngài độ người đó, không cần người đó có cầu hay không cầu. Thậm chí có những người mà Ngài xuất hiện Ngài độ á, mà người ta cầm dao người ta rượt Ngài á, như Angulimala. Ngài biết Angulimala có duyên để độ
Và ngài biết là ngài xuất hiện, Angulimala cầm cầm con dao mà rượt ngài đó, ngài vẫn xuất hiện. Chứ không phải là mình cầu mới được, mà không cầu thì không được. À, thì đó là cái gọi là cái nguyên tắc làm việc của một vị giác ngộ. Và riêng về cái bài chú Đại Bi thì sư mong mỏi là quý vị đi tìm, hoặc là những vị mà nghe lại đó, đi tìm những vị giỏi Sanskrit nha, nhớ giùm sư giỏi Sanskrit dịch lại, dịch lại cái bài này. Bởi vì cái bản dịch hiện tại lưu hành trên mạng nó rất là lạ, mà phải nói là sư nói là cái dịch không có sát nghĩa, dịch không chính xác, mà mang cái hơi hướng là phóng nhiều hơn. Ví dụ như là một cái chữ đó mà dịch hẳn ra một câu thì nó phóng dữ lắm, nó không có sát nghĩa. Và khi mà quý vị xem cái bản dịch đó, quý vị cũng sẽ thấy là nó cũng khá là lạ. Thì quý vị xem. Và vấn đề này thì không biết là sư Tuệ Tường có ý kiến gì hay không. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì riêng về phần chính câu hỏi Đại Đức Hạnh Tuệ trả lời rất là đầy đủ rồi, cho nên sư cũng không có bổ sung gì thêm. Không, ở đây thì khi mẹ Đức Hạnh Tuệ có nói về cái quý vị là nghĩa là gọi là nếu mà muốn tìm cái bản dịch á, gọi là gì ta, chú đại bi ha, thì cái bản dịch Sanskrit á, thì theo sư biết á, là trên tâm tạng bali.net, thì ngài đá trên đá đó, bạn quý vị vô trang tâm tạng bali.net, rồi sau đó quý vị vô trang vô cái đề mục, cái mục đó là gọi là trang Sanskrit. Thì cái mục mà đã được hoàn tất á, thì trong đó là ngài á, ngài đá trên đá có dịch giống như là ở đây chưa thấy nè, Bát Nhã Tâm Kinh nè, rồi chú hộ trì Đại Bi nè, còn gọi là chú Đại Bi đó. Đó, quý vị có thể đây là cái một cái nguồn gọi là khả tính, và cái vị trưởng lão này cũng có pháp học rất là giỏi thưa quý vị. Thì cái đây là nguồn khả tính, thì nếu quý vị muốn muốn tìm hiểu, gọi là tìm hiểu á, quý vị có thể đọc đây. Còn cái thứ hai á, ở đây là sư cho cái lời khuyên ha, cái lời khuyên thôi, tại vì Đức Hạnh Tuệ trả lời rất đầy đủ rồi, cho nên sư không bổ sung gì, ở đây có lời khuyên thôi. Thì ở đây là sư thấy là cái vị này nói là con làm công nhân nên không có thời gian, con chỉ nghe sư thuyết pháp trên YouTube để nghe và tu tập, nên con cũng không có tìm hiểu kỹ về nguồn gốc các kinh nữa đó, đại loại như vậy. Thì bây giờ sư có một lời khuyên nha, nếu mà cái vị này nè, hay thậm chí có nhiều vị khác có cùng trường hợp với vị này á, mà nếu mà có được cái khoảng thời gian á, mà lên nghe quý sư vấn đáp thuyết pháp á, thì nên cố gắng duy trì. Sư có một lời khuyên rất là chân thành, tại vì rất là quý báu thưa quý vị. Nếu quý vị đã biết được cái kênh của Đức Hạnh Tuệ, mà trong cái kênh của Đức Hạnh Tuệ ngoài một vấn đáp ra còn có giáo lý căn bản và về Atidam và nhiều vân vân kinh tạng khác nữa, quý vị nên duy trì cái điều này. Đặc biệt bởi vì sao? Bởi vì mặc dù vị nào nó không có thời gian rồi, nhưng mà vẫn dành cho Phật pháp, thì đây là một điều rất là đáng quý. Còn nếu mà để mà vuột mất cái điều này thì nó sẽ khiến cho mình, đôi khi nó khiến cho mình nó mất đi cái duyên, và mình có thể là mình sẽ không tìm được những hạnh phúc ngay trong hiện tại mình, và ngay an lạc ngay trong tương lai. Đó là cái lời sư muốn nhắn nhủ thôi, muốn khuyên nhủ quý vị thôi, nên duy trì điều đó là rất là tốt. Cũng xin kết thúc cái câu trả lời. Phải nói là rất là tán thán Đại Đức Tuệ Tường đã nhắc một cái chuyện quan trọng, đó là ngài Chánh Thân là ngài cũng rất là giỏi Sanskrit. Tức là cái Pali và Sanskrit là Sanskrit, ngài Chánh Thân ngài rất là giỏi, và cũng không ngờ, không có để ý tới cái chuyện là đúng quả thật là ở trong cái trang văn học Pali là ngài cũng có dịch cái bài chú Đại Bi. Rất là hay, và quý vị có thể tham khảo. Phải nói là ngài Chánh Thân ngài dịch sát nghĩa đó, ngài dịch rất là sát nghĩa, rất là hay. Và quý vị có thể tham khảo ha, quý vị có thể tham khảo. Và phải nói là khi mà sư đọc cái phần mà dịch nghĩa sát này đó, thì sư thấy là nó giống, sư Tuệ Tường biết là có thấy giống bài kinh nào của mình không. Đó là cái bài kinh
kinh gì kinh Con Công á, kinh Con Công á, thì cũng Đúng y cũng gần giống vậy đó. đúng đúng. Đúng vậy. Rồi thôi chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo. À, kinh Khổng Tước, đúng là kinh Khổng Tước. Đúng rồi.